Hello các bạn, trong video ngắn ngày hôm nay thì mình sẽ làm first impression về Neo Cushion mới nhất, sáng tạo nhất đến từ Laneige. Ngoài công dụng làm nền và bảo vệ cho da dưới tia UV như những cushion khác thì điểm sáng tạo mới nhất của em Neo Cushion này là chống tia ánh sáng xanh từ máy tính và điện thoại, phù hợp cho các bạn học sinh hay những anh chị văn phòng phải sử dụng đến đồ điện tử nhiều nha. Đây là Neo Cushion Matte, phù hợp cho da dầu, lúc đánh lên thì da nhẹ tinh luôn. Vì mi là da hỗn hợp nên hơi khô vùng má một xíu, nhưng khi đánh xong mạng màu xanh này thì quá thích vì không có cảm giác sử dụng mỹ phẩm trên da mà da lại khô ráo như da thật vậy. Độ che phủ của lớp đầu của em này thì khá là nhẹ vừa, nhưng có thể đè lên một lớp nữa thành vừa. Che phủ khá ok và quan trọng là quá nhẹ da nên là mi ưng bạn màu xanh này lắm. Khả năng chống mồ hôi thì được ghi là đến 24 giờ nữa đó. Tiếp theo là Neo Cushion Glow dành cho da khô và da không đều màu. Bạn này thì điểm thích nhất của mi là làn da được cung cấp đủ độ ẩm nhưng lại không gây bóng nhờn cho da. Sau khi apply thì cảm giác của mi là ở cỡ semi matte nhưng da lại rất ẩm vì có chứa vitamin E và B3, nên bạn nào mà da khô nhưng lại không thích quá bóng thì có thể sử dụng em này nha. Vì em này chủ yếu là dưỡng ẩm nhiều nên độ che phủ sẽ không bằng bản matte kia được, nhưng các bạn có thể đánh nhiều lớp cushion lên để tăng độ che phủ nha, và nó sẽ không gây bí da hay là bột da nên là rất là ok luôn. Packaging của Neo thì quá dễ thương, Neo làm mình nhớ tới một chiếc AirPods phiên bản to hơn nên khi bỏ vào túi thì quá là xinh. Một điểm khác nhau mà mình thấy rất thú vị là miếng tán cushion của matte sẽ có những lỗ li ti có nhiệm vụ hút dầu cho da, và miếng của glow thì lại hoàn toàn mịn để giữ được độ ẩm cao cho da. Vào ngày 25 tháng 8 thì có launching event cực khủng trên Lazada về sản phẩm này nên mình sẽ để detail cho các bạn trong slide sau nha. Cảm ơn các bạn đã coi hết video của My và hẹn mọi người trong video kỳ sau.